Xin chào các bạn. Hôm nay mình mời quý vị và các bạn cùng mình nấu hoành thánh ăn nha. Để nấu hoành thánh thì nguyên liệu của chúng ta hôm nay gồm có, thứ nhất là mình có xương. Ở đây mình có 300 g xương mình đã sơ chế rửa sạch như thế này. Rồi nguyên liệu thứ hai của chúng ta ở đây là thịt băm, mình đã băm nhuyễn nha, để mình cuốn trong cái hoành thánh đó quý vị. Và nguyên liệu không thể thiếu của chúng ta đó là hoành thánh. Ở đây mình có những cái miếng bánh hoành thánh như thế này nha. Và ở đây mình nửa củ cà gót, mình đã sắc hạt lựu nhỏ như thế này để mình nấu ở nhà có bé ăn quý vị, thì bé chúng ta sẽ dễ dàng ăn hơn. Và đây là hành, ba tép hành mình cũng đã băm nhuyễn như thế này. Để một phần nữa thì mình sẽ trộn vào trong cái thịt băm mình làm nhân đó quý vị. Rồi rau ăn kèm của chúng ta đó là giá nha. Ngoài giá ra thì chúng ta lại có hẹ. Ở đây mình có ba cọng hẹ, mình sắc ra khúc nhỏ như thế này, một quả ớt và một trái dưa leo để mình nấu nước sốt với nước súp chúng ta cho nó trong đó quý vị. Và một trái ớt và ba trái hạnh. Rồi ở đây là mình có tỏi. Ở đây mình có 3 tép tỏi, mình cũng đã băm nhuyễn ra đã mềm phi lên cho nó thơm. Và gia vị nấu của chúng ta thì ở đây mình có, ở đây là nước mắm ha, mình sử dụng nước mắm nhỉ nè. Đây là 1 muỗng nước mắm nhỏ thôi, muỗng cà phê. Và ở đây là mình có dầu ăn, thêm 1 muỗng canh nắng bơ đường và 1/3 muỗng bột ngọt ha. Và đây là 1 muỗng muối, mình sử dụng muối giót nghe quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ trộn phần phần nhân trước nha. Nhân thì mình sẽ trộn gia vị vào. Đây mình để hành vào nha. Mình để phần nửa hành vào. Và muối nha cái gì. Rồi mình để vô đây một ít muối. Rồi một ít hạt bột ngọt và một xíu đường. Rồi mình trộn đều lên, trộn nhân của chúng ta lại đều lên nha. Sau khi nhân của chúng ta đã ướp xong á nè quý vị, rồi mình để chút xíu nha, chừng khoảng 5-10 phút để cho cái gia vị nó thấm vào trong cái thịt băm này. Rồi bây giờ để trong quá trình để cho thấm á, thì chúng ta sẽ bắt nước lên, chúng ta sẽ xào xương đó, nên mới nấu thịt hầm nha quý vị. Thịt hầm mình sẽ bật lửa lên, mình sẽ để hết phần dầu ăn mình đã chuẩn bị vào và tỏi mình đã băm sẵn rồi quý vị, mình cũng để vào để mình phi lên cho nó vàng. Khi tỏi vàng thì mình để vào đây mình xào để cho nó thơm. Cho thịt chúng ta săn thì chúng ta đổ nước vào nhé. Các bạn nấu đừng có để nắp nha, để nắp nó bị hôi. Mình nấu như thế này mình từ từ mình hớt bọt nha quý vị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ để muối vào luôn để cho thấm vào trong thịt. Rồi mình để bột ngọt ha, mình sẽ để đường vào luôn. Rồi nước mắm thì các bạn khoan hãy để nha. Nước mắm khi nào chín rồi thì các bạn hãy để vào.
Chờ để cho thịt chúng ta trong thì mình thả trái dưa leo vào ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nắn bằng thấm ha. Ở đây mình chuẩn bị một cái khay như thế này để mình gói bằng thấm, mình để vào mình hấp. Cái miếng bành thánh thì các bạn dắp cái miếng nhân nhỏ nhỏ thôi. Nhà các bạn nào ăn cay thì mình để tiêu vào trong đây cho nó thơm nếu quý vị. Nhưng ở đây nhà mình có bé nhỏ nên là mình không có đãi ha. Rồi các bạn quắn như thế này, các bạn bóp lại ha. Thì đây chúng ta lại có miếng bành thánh ở đây. Rồi mình để như thế này rồi mình hấp. Nếu mình đánh như thế này thì mình gói nhân vào. Rồi các bạn cuốn lên như thế này ha. Cái đầu bên đây là các bạn bẻ lên. Chụm lên cho thành cái múi trên này không gì. Rồi cái gì bẻ góc lại ha. Xong rồi đó quý vị. Đó, mình làm như thế này nè. Nó sẽ ra cái miếng như thế này ha. Các bạn bẻ dính lại với nhau. Thành cái miếng bánh thánh chúng ta như thế này. Tiếp theo thì mình làm như thế này, mình quấn cho hết cái quần thấm chứ không ba nghe quý vị. Sau khi ở đây mình quấn xong như thế này quý vị, mình bắt nồi nó sôi lên nè. Ha, mình để vô mình hấp ha. Mình để nắp lại khoảng 10 phút thì bánh chúng ta đã chín rồi, mình lấy ra nha. Sau khi sôi lên như vậy mình hớt bọt ha. Mình bỏ phần bọt này đi. Rồi củ cà rốt mình để vào hết luôn ha. Mình nấu cái khi thịt của mình mềm thì có khoảng hơn nửa tiếng nha quý vị. Rồi sau khi chúng bánh chúng ta đã hấp được hơn 10 phút rồi nè quý vị, rồi bánh chúng ta nó đã chín rồi. Thì mình cắt ra mình để cái dĩa nha. Bị dính xíu nha quý vị. Rồi tiếp tục chị mình gấp cho hết phần bánh ha, và mình hấp cho hết phần bánh còn lại nha quý vị. Mình nấu súp của chúng ta nãy giờ là hơn nửa tiếng rồi đó nha quý vị, thì thịt cũng đã chín rồi, giờ mình nêm gia vị lại coi vừa không chưa nha. Còn hơi bị nhạt đó quý vị, giờ mình để nước mắm mình chuẩn bị nãy vào nè. Rồi mình thử lại nha. Sau khi mình để như này ra đã vừa ăn hết rồi nghe quý vị. Rồi mình tắt bếp mình để đi trụng rau nha. Rồi ở đây thì mình đã bắt cái nồi nước lên ha. Mình trụng giá quý vị. Mình để cho đây một cái rây. Mình trụng giá thì không cần nước sôi lắm nha. Giá mình trộn sơ qua thôi nha quý vị. Rồi mình trộn sơ như thế này được rồi, mình chuẩn bị ha. Sau đó mình gấp ra cái dĩa.
mình trùng hẹ nghe cái gì. Mình đẩy hết ha, hẹ vào đây. Rồi có cái ớt nữa. Hẹ các bạn trụng cho nó chín chín chút nha. Sau khi mình trụng hẹ xong mình tắt bếp nha. Rồi mình tắt ra. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu xúc chúng ta lên lửa lại ha. Dặn lửa nhỏ xuống. Rồi mình đợi hoành thánh khi mình hấp chín nha quý vị. Rồi sau khi hoành thánh còn lại chúng ta đã chín rồi nè quý vị. Mình tắt bếp mình gấp ra nha. Mình gấp hết rồi mình thắng ra dẻ nha quý vị. Đây là hoành thánh mình đã hấp xong nha quý vị. Theo thì mình gấp ra dẻ ha. Ở đây là mình hồi nãy mình trụng giá nè quý vị. Với hẹ hồi nãy mình trụng, bây giờ mình sẽ gấp ra tô để chuẩn bị ăn ha quý vị. Rồi những quỳnh thánh này các bạn chắc lên phía trên. Quỳnh thánh các bạn hấp xào nó cho bốn muối như thế này thì nó rất là đẹp ha. Mẹ ơi, ơi. Con đang đâu rồi? Ừ. Con đang đâu rồi? Thúng lông đó đó con. Thúng lông đó đó. Giờ cả luôn rồi. Ok. Ok. Phần hành còn lại nè các bạn để vào một chút xíu. Ok. Rồi mình múc nước mình để vào nha. Sau khi mình múc ra tô xong đó quý vị. Các bạn có ra mùa thì các bạn trang trí lên ha. Ở đây thì mình trang trí bằng cái lá quế nha. Cái hạnh này thì mình để kèm một bên, khi nào ăn thì mình nặn vào nha. Cho mình đã làm xong hoành thánh rồi đó quý vị, bây giờ mình thưởng thức nha. Ở đây là hoành thánh, mình quay cận lại quý vị xem nha. Rồi bây giờ mình nếm thử nha. Nó rất là đậm đà và rất là vừa ăn đấy quý vị à. Các bạn ăn tiêu thì các bạn gấp tiêu vào nha. Mẹ. Dạ. Được. Ok. Mình đã chia sẻ xong với quý vị và các bạn về hoành thánh ha. Bánh hoành thánh của mình đó quý vị. Bây giờ xin chào và hẹn lại gặp lại quý vị clip sau nhé. Nếu quý vị, cảm thấy thích thì các bạn hãy bấm thích, like và chia sẻ giúp mình nha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.